chứng khoán ngày 7 tháng 12, tổng giá trị giao dịch 3 sàn đạt 32.000 tỷ đồng, cao nhất trong 3 tháng. Trong phiên giao dịch hôm nay, mùng 7 tháng 12, nhóm cổ phiếu ngân hàng tiên phong xanh sớm nhất tạo sức lan tỏa khá tốt, giúp độ rộng trở lại thế cân bằng kéo chỉ số VN Index giảm 4,94 điểm, tương đương 0,44%, xuống 1.121,49 điểm. VN30 Index đóng cửa trên mốc tham chiếu 2,08 điểm. Ở chiều hướng tăng điểm, không có nhóm cổ phiếu nào thật sự đáng chú ý khi áp lực bán trong ngày hôm nay khá lớn. Sắc xanh trong phiên chủ yếu đến từ một vài cổ phiếu riêng lẻ. Tuy vậy, mức tăng cũng không quá mạnh. Thanh khoản là yếu tố nổi bật trong phiên hôm nay. Thị trường đột ngột bị bán tháo, tất yếu khiến giá giảm rất sâu. Tổng giá trị giao dịch ba sàn hôm nay gần 32.000 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2023. Sắc đỏ hôm nay có phần nhỉnh hơn với 289 mã giảm điểm. 205 mã tăng điểm, 95 mã đóng cửa ở mức tham chiếu.